Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Cuộc Sống Nhà Trọ. Hôm nay vợ chồng mình làm đồ ăn thịt heo kho với thịt heo nấu canh, thịt heo xào đậu que. Đây đậu que đó các bạn, xào bỏ ớt vô. Đây nấu canh này các bạn, canh bí, thịt heo kho tiêu. Giờ đậu que mình đã đặt xong rồi các bạn, còn chút cây đỏ với bí mình cũng sắc xong rồi. Bây giờ mình chúng mình sẽ nấu canh, còn ở đây đậu que mình sẽ xào các bạn. Ngon thịt nữa nè, thịt heo. Còn bên đó giờ mình đang ướp kho đó các bạn. Đẹp quá. Đây xong rồi các bạn, đồ giờ mình nấu ngon ghê không? Canh bí, củ cải đỏ, thịt heo xào đậu đậu que, thịt heo kho nữa nè. Bữa cơm đơn giản mà ngon nè, nó giống bữa cơm thịnh soạn hơn nữa nè. Vì bữa nay nấu cũng ngon mình ăn nè, chỉ có một món thôi mà mình nấu ra nhiều, chỉ một miếng thịt thôi nấu ra được nhiều món kia các bạn, đã không? Thôi bây giờ mình ăn thôi nhé các bạn. Đem đó đi, đem gì giờ dụng đó, bỏ cho cái trời cho cái đồ cho nó ăn cái vậy.
Mong là vậy, thấy mong là ngay quá. Cái chỗ mới chịu thôi. Chưa chịu ăn nữa hả? Nóng hay sao á? Nóng. Nhiều nóng. Mới hỏi đi dùng tròn rồi. Xuống đi anh, ăn chút thịt lợn. Không kêu gì hết. Như là không trắng ngon hơn vậy. Mày không gì ăn nữa vậy? Mày ăn gì? Thịt kho cỏ. Bún rồi đó hả?
chục má là bún hơn là que vậy. Yeah, là sao mua đó. Nói được sao mà đồ quê hết không vậy? Không. Ừ. Không, mới bây giờ hết được mới đủ thôi. Em ăn nhiều quá chứ. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn với video theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của người đó. Sống nhà trò. Nếu anh thích đăng ký kênh ủng hộ hai vợ chồng mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Dinh dậy dục. Không bao giờ dinh dậy dục. Không nói gì em kịp cười vậy. Mặt buồn hiu.